đấy thì chỗ lao chàng ngủ được. Cái thời thanh niên mà cháu hay đi, thằng Động này nó còn ngủ ở đống gỗ của ông Dậu. Cái thời để bên vườn ông Phiên mà đẩy lá chuối nó chết, cái đống gỗ nó chui đấy nó ngủ đấy. Đêm giao thừa. Đây thằng ngủ ở chằm á. Ngủ được ở đâu, cứ chỗ làm là ngủ thôi. Nào chẳng ngủ. Lúc đấy thì cần thì biết là chỗ nào đó thôi. Xong lấy cuốc ấy, mà cuốc xong bắt đầu thúc nó nhàn hơn. Sắn kiểu đấy nó cũng mất sức nhiều. Lon hơi kia ra bảo ông bơm vào cho á. Đẹp dí thế mà cũng đi à? Bạn đấy thì tôi cứ có là đi thôi. Lúc nào kẹt rồi rơi bánh như là thôi thôi.